Đều đi đến mười phương giáo hóa chúng sinh, chúng sinh giáo hóa cũng vô hạn lượng, chẳng biết là bao nhiêu. Tất cả tra nghiêm vang diệu âm, diễn nói nguyện xưa của Như Lai, mười phương hết thầy biển cõi tịnh, Phật lực tự tại khắp hết thầy. Chẳng những chư Phật Bồ Tát diễn nói diệu Pháp, mà tất cả đồ tra nghiêm cũng vang ra diệu âm, âm thanh đó diễn nói nguyện xưa, sự tu hành của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời như bánh xe chuyển động chẳng có ngừng nghỉ. Hết thảy biển cõi nước thanh tịnh của chư Phật trong mười phương, dùng sức thần thông tự tại của chư Phật đều khắp hết thảy. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền đại bảo đại chúng rằng, chư Phật tử, hết thảy đất đai ở trong núi đại luân vi thế giới hải đó, tất cả đều dùng kim cang làm thành, vững chắc trang nghiêm, không thể hư hoại, sạch sẽ, bằng phẳng, chẳng có sự cao thấp. Mani dùng làm luân, các châu báu làm tạng, tất cả chúng sinh đủ thứ hình trạng, các mani bóng dùng để tô điểm. Giải các bột bóng khắp lên hoa sen, hương tạo mani phân phối bên trong, các đồ trang nghiêm đầy khắp như mây. Tất cả cõi nước chư Phật ba đời, hết thảy sự trang nghiêm, làm nghiêm sức, mani rượu bóng dùng làm lưới, khắp hiện ra hết thảy cảnh giới của Như Lai, giống như lưới của trời đế thích bày la liệt ở trong đó. Lúc đó, bồ tát đại hạnh phổ hiền lại bảo đại chúng ở trong pháp hội nói các vị đại tử của phật hết thảy đất đai ở trong núi đại luân vi trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm đều dùng kim cang báu làm thành rất vững chắc trang nghiêm vô cùng bất cứ vật gì cũng không thể làm hư hoại được đất đai đó vừa sạch sẽ vừa bằng phẳng chẳng có chỗ cao cũng chẳng có chỗ thấp dùng mani làm luân dùng các báu làm tạng hết thảy chúng sinh ở trong đó có đủ thứ hình trạng dùng tất cả mani bóng để tô điểm dài các bột bóng khắp ở trên hoa sen hương tạo mani phân phối an trí ở bên trong rất quân bình tất cả đồ trang nghiêm đầy rẫy như mây cõi nước chư phật ba đời hết thầy sự trang nghiêm là nghiêm sức có mani rượu bóng làm lưới ở trong lưới đó phát hiện ra hết thầy cảnh giới của phật giống như lưới la tràng của trời đế thích bảy la liệt ở trong lưới các Phật tử, đất đai của thế giới hải đó, có những sự trang nghiêm như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bồ Tát Phổ Hiền đã gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, đất đai của núi Đại Luân Vi trong thế giới hải, có những sự trang nghiêm như thế nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn hương thần lực của Đức Phật quan sát các mười phương mà nói bài kệ rằng, Lúc đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Muốn nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bé nước đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa lý. Đất đai bằng phẳng rất thanh tịnh, an trụ vững chắc, không thể hoại, nơi nơi đều nghiêm sức ma ni, bên trong tổ điểm các châu báu. Đất đai của núi Đại Luân Vi rất bằng phẳng, chẳng có chỗ lồi lõm và rất sạch sẽ vô cùng, chẳng có ô nhiễm dơ bẩn. Đất đai đó an trụ rất vững chắc, không có gì phá hoại được. Tại sao? Vì đá báu kim càng làm thành. Mà nì báu nơi nơi đều có dùng để trang nghiêm mặt đất. Ở trong có các thứ châu báu dùng tô điểm rất đẹp đẽ. Kim cang làm đất rất tốt đẹp. Vườn báu, lưới báu đủ trang nghiêm. Bày trên hoa sen đều viên mãn. Y đẹp răng tre khắp hết thảy. Đất của núi Đại Luân Vì làm bằng kim cang rất là tốt đẹp đơn bóng và lưới bóng trang nghiêm đầy đủ. Lại có hoa sen báo lớn bày ở trên, đều rất viên mãn, và có y đẹp răng tre ở trên lọng bóng khắp hết thẻ. Bồ Tát, mũ trời anh lạc bóng, đều bày trên đất trang nghiêm đẹp, trên đàn mani khắp dài trong, đều phóng quang minh lìa trần cấu. Bồ Tát đội mũ bằng vàng, anh lạc làm bằng châu báu, đều bày trên mặt đất trang nghiêm rất tốt đẹp có hương trên đàn và bóng mani khắp dài ở trong đất những báu đó đều phóng ra dịu quang minh quang minh đó chẳng có trần cấu đều thanh tịnh hoa bóng rực rỡ phóng rượu quang quang sáng như mây chiếu tất cả giải các hoa đẹp và các báu phủ khắp mặt đất làm nghiêm sức hoa sàn báu đó tỏa ra quang minh rực rỡ vi diệu giống như mây chiếu khắp tất cả mọi nơi giải các hoa quý và tất cả các báu phủ khắp trên mặt đất để làm nghiêm sức khiến cho tốt đẹp thêm mây dày rong bùa khắp mười phương quang minh rộng lớn chẳng cùng tận đến khắp mười phương tất cả cõi diễn nói phát cam lồ của phật có mây rất dày rong bùa đầy khắp nơi khắp mười phương ở trong mây còn phóng ra quang minh rộng lớn chẳng cùng tận mây dày đó và quang minh đến khắp mười phương tất cả cõi nước để diễn nói pháp vũ cam đồ của Phật, khiến cho chúng sinh có thể khởi tử hồ sinh. Tất cả nguyện Phật trong Mani, khắp hiện vô biên kiếp rộng lớn, xưa bậc trí đối thắng tu hành, ở trong báo đó đâu chẳng thấy. Hết thầy tất cả chư Phật, thuở xưa phát nguyện ở tại nhất địa đều hiện ra trong báo Mani, khắp hiện ra vô biên kiếp rộng lớn, bậc trí đối thắng Phật tuổi xưa tu hành ở trong báu mani chẳng có gì mà chẳng thấy hết thảy mặt đất báu mani tất cả cõi phật đều vào trong mỗi hạt bụi cõi chư phật đó tất cả cõi nước cũng vào trong đất của núi đại luận vì đó hết thảy báu mani tất cả cõi nước chư phật đều vào trong đó trong tất cả cõi nước chư phật mỗi hạt bụi và tất cả cõi nước cũng đều vào trong báu mani báu đẹp trang nghiêm cõi hoa tạng Bồ Tát du hành khắp mười phương, diễn nói hoàng nguyện của Bồ Tát, đó là sức đạo tràng tự tại. Diệu báu đó dùng để trang nghiêm thế giới hài hoa tạng, chẳng những tất cả Bồ Tát ở trong thế giới hài hoa tạng, mà cũng thường du hành khắp mười phương, chẳng phải đi tham quan du lịch, chẳng phải đi nghỉ mát mà là vì giáo hóa chúng sinh. Các ngài diễn nói các hoàng nguyện lớn của các bậc đại sĩ, đó là thần lực tự tại đạo tràng của Phật. Mani báo đẹp trang nghiêm đất, phóng tịnh quang minh để nghiêm sức, đầy khắp pháp giới đồng hư không, Phật lực tự nhiên hiện như vậy. Dùng báo đẹp Mani trang nghiêm đất, thường phóng quang minh thanh tịnh để nghiêm sức, quang minh đó sung mãn khắp pháp giới đồng với hư không, đó là Phật lực tự nhiên hiện ra cảnh giới đó. Các cõi tu trì nguyện phổ hiền vào cảnh giới hít Phật bậc đại trí biết được trong biển cõi nước đó tất cả các thần biến như vậy. Chúng sinh ở trong tam giới 25 cõi đều tu trì hạnh nguyện phổ hiền mới vào được cảnh giới của Phật, là bậc đại trí huệ mới biết được trong biển cõi nước đó, hết thảy tất cả các thần thông biến hóa đều minh bạch thấu rõ. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng, các Phật tử trong đại địa của thế giới hài đó có biển hương thủy, nhiều bất khả thuyết như số hạt bụi cõi phật lúc đó bồ tát đại hạnh phổ hiền rất từ bi lại bảo đại chúng trong pháp hội rằng các vị đệ tử của phật các vị có biết chăng ở trong đại địa của thế giới hải hoa tạng trang nghiêm có biển hương thủy nhiều bất khả thuyết như số hạt bụi cõi phật tất cả báu đẹp dùng trang nghiêm dưới đáy rượu hương mani trang nghiêm trên bờ tỷ lô giá na mani vương báu dùng làm lưới nước hương thủy trong suốt đầy đủ các màu sắc châu báu đầy rẫy ở trong biển hương thủy có đủ thứ hoa bóng răng bày vòng quanh phía trên lại có bột hương trên đàn lắng xuống ở dưới trong biển hương thủy lại diễn nói âm thanh của phật và phóng ra quang minh báu có vô biên chúng bồ tát cầm đủ thứ lọng báu hiện sức thần thông tất cả thế giới hết thảy sự trang nghiêm đều hiện ra trong đó biển hương thủy dùng tất cả rượu báu để trang nghiêm dưới đáy dùng đủ thứ rượu hương và đủ thứ mani để trang nghiêm trên bờ, dùng mani vương bóng thanh tịnh khắp mọi nơi để làm lưới. Biển hương thủy đó rất thơm tho và rất trong suốt, đầy đủ các màu sắc quang minh bóng, đầy rẫy ở trong biển hương thủy. Lại có đủ thứ hoa bóng rong bầy, vòng quanh phía trên biển hương thủy. Lại có bột hương trên đàn nắng trong ở phía dưới. Trong biển hương thủy lại diễn nói tất cả lời nói của Phật. Hương phóng ra các quang minh bóng, có vô biên chúng Bồ Tát cầm đủ thứ lọng báu, đủ thứ tràng báu, hiện ra sức thần thông, hết thảy sự trang nghiêm của tất cả thế giới, đều hiện ra ở trong biển hương thủy. Mười câu này là nói rõ về thể tướng của biển hương thủy. Dùng mười thứ báu làm thềm bực, phân chia hàng lối thẳng tóc, dùng mười thứ báu làm lan can bao bọc chung quanh, lại có hòa phần đả lợi trang nghiêm bằng tất cả các thứ báu, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ nở rộ xung xuê ở trong nước lại có bất khả thuyết trăm ngàn ức na chàng tha tràng thi la làm bằng mười thứ báu có y báu linh báu tưới báu tràng báu làm bằng các thứ báu nhiều như số các sông hằng có hoa báu và lầu cát vô viên sắc tướng nhiều như số các sông hằng lại có trăm ngàn ức na thành hoa sen làm bằng mười thứ báu có các rừng cây báu nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ Bó mà mani sáng chói dùng làm tưới lại có hương trên đàn và tiếng nói của chư phật phóng quang diễm mani nhiều như số cát sông hằng có các tường vách báu nhiều trăm ngàn ước na do tha bất khả thuyết đều cùng bao bọc khắp hết thảy để nghiêm sức mười thứ báu là vàng bạc lưu ly li, sa cử, mã não sàn hồ hồ phách trân châu mai khôi cầm sắt biển hương thủy cũng có thèm bực dùng mười thứ báu tạo thành hàng lối phân chia rất ngay thẳng lại có lan can làm bằng bưởi báu bao bọc chung quanh, lại có hoa phần đà lợi, hoa sen trắng trang nghiêm bằng tất cả thứ báu, nhiều như số hạt bụi của bốn thiên hạ, đồng thắng thần châu, nam thiệm bộ châu, tây nghiêu hóa châu, bắc câu lưu châu, nở rộ xung xuê ở trong nước, lại có y báu, linh báu, lưới báu, tràng báu làm bằng tất cả các thứ báu, nhiều như số cát sông hằng linh bóng vàng ra âm thanh khắp mười phương, khiến cho chúng sinh tỉnh mộng, màu phát tâm bồ đề, sớm thành tựu quả bồ đề. Lại có hoa bóng vô biển sắc tướng và lầu cát nhiều như số cát sông hằng và có trăm ngàn ước na Số số thành hoa sen làm bằng mười thứ báu lại có các rừng cây báu nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ dùng báu diễm mani để làm lưới lại có hương trên đàn và tiếng nói của tất cả chư phật phóng già quàng diễm như báo mani, nhiều như số cát sông hằng. Lại có các tường vách bằng báu, nhiều trăm ngàn ước na do thà bất khả thuyết, đều cùng bao bọc khắp biển hương thủy để làm nghiêm sức. Thì là có hai ý nghĩa, thứ nhất là ngọc tốt, thứ hai là thanh tịnh, bất cứ điều gì, trước hết phải rõ sự, sau đó mới hiểu lý. Sự là tu, lý là ngộ, sự là tu hành từng chút từng chút mà thành, lý là lập tức minh bạch. Do đó, lý là đúng ngộ, sự là tiệm tu Sự thì có hình tướng, lý thì chẳng có hình tướng Thì là là danh từ đầy đủ sự lý Ngọc tốt là sự tướng, thanh tịnh là lý tánh Ở trên là nói về thi la mười báu Có thể nói dùng mười thứ ngọc tốt tạo thành tràng báu Lại có thể nói dùng mười thứ thanh tịnh làm tràng Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên Bến hương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng lúc đó bồ tát đại hạnh phổ hiền vì nguyện lực của ngài lớn hạnh môn tù lại rộng cho nên ngài tử bi muốn thuật lại nghĩa lý trường hàng ở trên bèn nương đại oai thần lực của phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương dùng kệ để nói lại nghĩa trên đất đai trong thế giới hải đó dùng mani nghiêm biển hương thủy bó đẹp thanh tịnh dùng làm đáy an trụ kim cang không thể hoại trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm trong mặt đất có biển hương thủy dùng báu mani để trang nghiêm có rượu báu thanh tịnh quang minh dùng làm đáy đều an trụ trong kim cang không thể phá hoại được phương tạng mani tụ thành bờ nhật diễm châu luân buổi như mây hoa sen báu đẹp làm chuỗi ngọc nơi nơi trang nghiêm sạch chặt dơ. Bờ của biển hương thủy dùng hương tạng và mani tích tụ mà thành, có quang minh của mặt trời sáng chói, có vòng quang minh chân châu răng bùa ở trên, giống như vầng mây rất trang nghiêm tốt đẹp, lại có đủ thứ hoa sen, đủ thứ báu đẹp để làm chuỗi. Biển hương thủy nơi nơi đều trang nghiêm, nơi nơi đều sạch sẽ, chẳng có nhiễm ô, chẳng có sự dơ bẩn nước hương thủy trong suốt đủ màu, hoa bóng răng bảy phóng quang minh, khắp vàng âm thanh, nghe xa gần, nhà Phật oai thần diễn diệu pháp. Nước của biển hương thủy đặc biệt trong suốt, nước đó đầy đủ các thứ màu sắc như lưu ly, lại có đủ thứ hoa sen báu răng bảy xung quanh phía trên, phóng ra quang minh, tất cả báu đẹp, tất cả hoa sen đều diễn nói diệu pháp, đó là nhờ đại thần thông lực của chư Phật. Thèm bậc trang nghiêm đủ các báu lại dùng mani để tô điểm tứ phía lan can làm bằng bóng hoa sen lưới châu buổi như mây mỗi cấp thềm bực đều làm bằng các thứ báu rất trang nghiêm để đủ tất cả màu sắc quang minh lại dùng báu mani để tô điểm nghiêm sức mặt đất tứ phía lan can đều dùng mười thứ báu làm thành và có đủ thứ hoa sen và đủ thứ lưới châu rong buổi trên không trung giống như mây cây báu mani hàng thẳng lối nhụy hoa nở rộ quang đỏ chói đủ thứ âm nhạc luôn dành tấu thần thông của phật khiến như vậy có cây báu mani hàng thẳng lối nhụy hoa sen nở rộ xung xuê phóng ra ánh sáng đỏ chói ở trong các nhụy hoa lại vang ra đủ thứ âm nhạc rất hay vô cùng âm nhạc dành nhau hỏa tấu chẳng lúc nào ngừng đó là nhờ thần thông của phật khiến cho được như vậy đủ thứ hoa báu phân đà lợi phô bày trang nghiêm biển hương thủy hương diễm quang minh chẳng ngừng nghỉ rộng lớn viên mãn đều đầy khắp có đủ thứ rượu báu có đủ thứ hoa sen trắng phô bày trang nghiêm khắp biển hương thủy những hoa đó phóng ra quang minh hương diễm chẳng có lúc nào ngừng nghỉ quang minh đó vừa rộng lớn vừa viên mãn đầy rẫy khắp mọi nơi mình trầu tràng báu luôn rực rỡ y đẹp giang bùa làm nghiêm sức Linh lưới mani diễn pháp âm khiến người nghe được hướng Phật trí. Có đủ thứ ngọc minh châu, có đủ thứ tràng báu luôn luôn rực rỡ, có đủ thứ y đẹp trong bùa làm nghiêm sức. trong linh lưới mani diễn nói diệu pháp âm khiến cho chúng sinh nghe được liền phát tâm bồ đề hướng về Phật trí. Hoa sen báu đẹp làm thành quách, các tia mani nghiêm sức đẹp ảnh mây chân châu răng tứ phía, trang nghiêm biển hương thủy như vậy. Dùng đủ thứ báo đẹp và đủ thứ hoa sen để làm thành quách, nội thành là thành, ngoại thành là quách. Có đủ thứ tia sáng mani báo nghiêm sức rất đẹp. Có ảnh chân trâu làm mây bóng răng bày tứ phía, trang nghiêm biển hương thủy như vậy. Tường vách bao bọc khắp chung quanh, lầu gác, thấy nhau ở phía trên. Vô lượng quang minh luôn rực rỡ, đủ thứ trang nghiêm biển hương thủy. Tường vách vào bọc tứ phía biển hương thủy, có lầu có gác thấy nhau ở phía trên, có vô lượng vô biên quang minh luôn rực rỡ, có đủ thứ sự trang nghiêm thanh tịnh biển hương thủy. Tỷ lô giá na trong quá khứ, đủ thứ biển cõi đều nghiêm tịnh, rộng lớn như vậy chẳng bà mé, đều là sức tự tại của Phật. Thanh tịnh pháp thần tỷ lô giá na Phật lúc này trong quá khứ đủ thứ biển cõi nước chư phật đều trang nghiêm thanh tịnh rộng lớn trang nghiêm như vậy chẳng có bờ mé hoàn toàn là nhờ sức thần thông tự tại của phật mà thành tựu chúng ta nghe kinh hoa nghiêm thì tâm lượng phải mở rộng lớn tận hư không biến pháp giới đừng thu hẹp tâm lượng nhỏ như hạt mè hoặc nhỏ như hạt bụi một hạt bụi tuy dung nạp được pháp giới nhưng nếu chẳng mở rộng thì pháp giới cũng chẳng vào được cho nên tâm lượng mở rộng lớn thì tự nhiên sẽ minh bạch cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng các Phật tử mỗi mỗi biển hương thủy đều có sông hương thủy nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ bao bọc quanh bên phải. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, Ngài dùng tâm đại tử bi để nói với đại chúng trong hải hội rằng các vị đại tử Phật, các vị có biết chăng ở trong mỗi biển hương thủy đều có sông hương thủy, nhiều như hạt bụi của bốn thiền hạ đều bao bọc quanh bên phải biển hương thủy. Tất cả đều dùng kim cang làm bờ, tịnh quang mani dùng làm nghiêm sức, thường hiện ra mây quang sắc bóng của chư Phật và có các tiếng nói của hết thảy chúng sinh hiện ra ở trên bờ sông hương thủy. Tất cả nhân hạnh của tất cả chư phật tu đủ thứ hình tướng đều hiện ra trong đó mani làm lưới các báo dùng làm chuông làm linh hết thảy sự trang nghiêm của các thế giới hải đều hiện ra trong đó mấy báo mani dùng tre ở phía trên mây đó khắp hiện ra thế giới hải hóa tạng mười phương hóa phật tỷ mô giá na và tất cả việc thần thông của phật sông hương thủy lại vang ra âm thanh vì rượu sương dương danh hiệu chư phật bồ tát ba đời trong sông hương thủy thường tuôn ra mây quang diễm tất cả bóng liên tục không ngừng. Tất cả sông Hương Thủy đều dùng đá bóng kim cang làm hai bên bờ, dùng tịnh quang mani bóng để nghiêm sức. Trên sông Hương Thủy thường hiện ra mây quang sắc bóng của chư Phật, tất cả ngôn ngữ của chúng sinh đều diễn nói hiện ra ở trên sông Hương Thủy. Nhân hạnh sở tu của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, đủ thứ hình tướng đều hiện ra ở trong đó lại có báu mani dùng làm tưới và có các báu làm chuông làm linh hết thảy sự trang nghiêm của tất cả thế giới hải cũng đều hiện ra ở trong đó lại có mây do báu mani biến hóa ra che phủ ở trên sông hương thủy mây đó khắp hiện ra thế giới hải hoa tạng trang nghiêm có 10 phương hóa thân phật của tỷ lô giá na phật và việc thần thông của tất cả chư phật sông hương thủy lại vang ra diệu âm xương dương danh hiệu của chư Phật ba đời, sông hương thủy lại tuôn ra mây diễm quang, tất cả bóng liên tục không ngừng, bất cứ lúc nào cũng đều có thứ mây đó. Nếu nói rộng ra thì mỗi sông hương thủy đều có sự trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Nếu như muốn nói tỉ mỉ thì mỗi sông hương thủy đều có sự trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi của thế giới hải. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn hương thần lực của Đức Phật quan sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng Lúc đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền muốn diễn nói là ý nghĩa trưởng hàng ở trên. Bé nương đại oai thần lực của Phật quan sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương mà nói ra bài kệ. Hương thủy thanh tịnh chảy đầy sông, kiều càng báu đẹp dùng làm bờ, bột báu làm luân dài mặt đất, đủ thứ nghiêm sức đều trân quý. Nước thơm thanh tịnh chảy đầy sông hương thủy, hai bên bờ sông đó dùng kim cang và báu đẹp đàm thành dùng bột mười thứ báu để làm ngân dài ở trên mặt đất có đủ thứ sự nghiêm sức rất chân quý tốt đẹp thèm báu hàng lối trang nghiêm đẹp lan can bao bọc đều thù đặc trần trầu làm tạng hoa nghiêm sức đủ thứ chuỗi màn cùng rong bùa tất cả thèm báu hàng lối rất ngay thẳng rất trang nghiêm đẹp đẽ dùng mấy thứ bó làm lan can bao bọc thứ phía rất thổ thắng mỹ lệ dùng chân trầu làm tạng dùng các thứ hoa để nghiêm sức lại có đủ thứ chuỗi đủ thứ màn cùng rong bùa thỏng xuống thường thủy quang báu màu thanh tịnh luôn luôn